Hello, everyone, and welcome back to another session. Today, I am excited to um, fully wrap around the uh, topics that we've gone through in the previous three videos, and for this fourth one to just top it off and complete it as a set. Today, we'll be finishing the topic of the responsibilities of the four key personnel in a criminal case. As you may remember, in the week before and the 2 weeks before that we've been looking at the responsibilities of the judge, the jury and the parties in a criminal trial, all playing their own very important parts. Today we will be looking at the responsibilities of legal practitioners. Chào các bạn. Cảm video nữa của and the Law. Trong mấy cái video trước mình đã bàn về trách nhiệm, uh, của những cái bên có liên quan trong một cái tố tụng hình sự có bồi thẩm đoàn jury có thẩm phán the judge có um, các bên đương sự concerned parties gồm có prosecution với cả với cả defendant nếu các bạn nhớ the accused à, và hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái cái chuỗi bốn bài này à, bằng cái bài nói chuyện ngày hôm nay về trách nhiệm của các luật sư legal practitioners Uh, proceeding to begin with, let's just briefly introduce legal practitioners as a whole in the context of a courtroom. Legal practitioners on behalf of the parties undertake the role of preparing and conducting a case. This means a lot of things. and to first um, define the prosecution, are also legal practitioners. The accused person, on the other hand, can be represented, but also can go without representation. With that said, legal practitioners usually involve two people per party: the solicitor and the barrister. The solicitor, in each case, prepares the documents. They draft up the paperwork, um, find find evidence. They find the related laws, for example. whereas the barrister will go into the court and actually be there to defend in front of the judge, in front of the prosecution for the accused person. Cảm ơn Mip. Uh, một trong những cái video đầu tiên của Daddy son and the Law, uh, anh và Mip có nói về cái nghề luật sư, uh, luật sư là những ai. Uh, thì trong cái bài này mình chỉ tóm tắt ngắn gọn lại thôi là cái cái từ chung là từ legal practitioner hay là từ lawyer. Um, nhưng có một cái điểm khác mà chúng ta cần để ý một chút so với tiếng Việt là ở Việt Nam mình cứ nghĩ rằng luật sư thì đương nhiên là phải làm việc cho bên bên bảo chữa không có bên công tố nhưng mà không hẳn là như vậy trong một cái tố tụng ở một nước không một lo thì người luật sư đó có thể làm việc cho bên công tố và có thể làm việc cho bên bảo chữa tức là người đều là luật sư cả những cái vụ việc khó thì bên công tố người ta có thể thuê một luật sư giỏi để cãi cho họ đại diện cho họ bên công tố để đi buộc tội một người khác thì đấy là cái cái cái, cái vai trò của luật sư tức là có thể có thể làm việc cho cả bên bên prosecution, và những thành viên của đoàn công tố có thể là những người luật sư được đang đang hành nghề à, về phía uh, về phía bên bị cáo bên the accused defendant um, thì người ta có thể có luật sư, người ta có thể không. Đúng một số người người, người ta không có thể có tiền thu luật sư, người, người ta không muốn thu luật sư chẳng hạn thì người ta tự đại diện, người ta gọi là self represented. Parties thì người ta không có luật sư, không có legal representation uh, thì uh, thì người ta tự bảo chữa ở uh, uh, luật sư thì sẽ có hai ở những nước như là nước úc hoặc nước anh thì có tồn tại hai 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 dạng một là solicitor hay là barrister thì trong một cái đội luật sư thì có thể gồm ba hai 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 nhân vật này solicitor là người mà chuẩn bị hồ sơ tài liệu chuẩn bị tất cả những cái cái giai đoạn trước còn người barrister thì làm nhiệm vụ là đứng lên để để tranh luận tranh luận dù là tranh luận cho bên công tố hay là tranh luận cho bên bên bảo chữa Người ta Được cái việc đó, cái trước đó. The first responsibility of legal practitioners is to be prepared. This includes being familiar with all the evidence that has been admitted, being familiar with the witnesses. and simply knowing their way around their own case and the opposition's case. Cái, thì khi mà có luật sư thì trách nhiệm đầu tiên của luật sư là phải có sự chuẩn bị đúng phải be prepared. Đương nhiên rồi không thể nào mà luật sư không chuẩn bị được thì phải hiểu cái vụ việc của mình, hiểu chứng cứ của mình và không hiểu cái vụ không chỉ hiểu vụ việc của mình mà hiểu cái chứng cứ vụ việc của phía đối phía bên đối phương nữa, the opposing party. Hiểu được cái cái case của cái lập luận của phía đối phương nữa để mà giúp như mình nói sẽ làm về giúp cho the second responsibility that the legal practitioners have is perhaps their biggest responsibility, and that is to comply with the court or to comply with their duty to the court. as we've previously discussed, a criminal case is not a battle where one side wins over the other. both parties, in theory, are merely trying to help the judge achieve the most just answer, helping the judge to reach the conclusion that is most true to what happened. Because of this, legal practitioners must put their duty to the court over and above the duty to their client. They must not try to win their own case by lying to or deceiving the court in any way.

trong đạo đức người luật sư thì cái nhiệm vụ, cái duty, cái 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 nhiệm vụ của trách nhiệm của luật sư đối với tòa án, đối với luật pháp, the duty to the court, the duty to the law là cao nhất, cao hơn cả cái nghĩa vụ với khách hàng, với thân chủ, với client hoặc là nghĩa vụ với đồng nghiệp của mình. thì chính vì như vậy thì người luật sư phải chuẩn bị kỹ lưỡng và phải hỗ trợ nhưng mà đây không phải là về, về nguyên tắc về mặt lý thuyết, à, đây không phải là một cuộc Cuộc, cuộc cuộc so găng giữa hai bên để xem bên nào đăng ký không bên nào mà là các bên đều cùng giúp hệ thống pháp luật tức là đây là thẩm phán là bởi thẩm đoàn tìm được cái công lý và là sát chết công lý có thể à, thì thì các bên phải trình bày đầy đủ vụ việc của mình và nếu biết những tình tiết gì biết những vụ việc gì à, đã xảy ra mà có thể áp dụng được trong trường hợp này kể cả những cái bất lợi không có lợi cho mình thì cũng phải đề cập vấn đề đó với cả với cả tòa án Legal practitioners also have the responsibility to present their case in the best possible light. Of course, this comes with various sub responsibilities that we have discussed before, such as in last week's video, where we discussed opening and closing addresses to the jury. If the prosecution gives an opening address to the jury and the accused is represented, their barrister must also present a response. To that opening address from the prosecution. On top of this, of course, the legal practitioner must work well and closely with whoever their client is to try and maintain their client's idea of their case as closely as possible so as to deliver as much justice or as, as possible or an outcome where things are as just as can be. cảm ơn biết um, một cái một cái trách nhiệm của các luật sư là phải để có khả năng trình bày được cái, cái 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 vụ việc của khách hàng của mình một cách tốt nhất có thể Đúng. kể cả cái việc của khách hàng của mình nó có tệ đến đâu nhưng cũng phải trình bày nó tốt nhất có thể tất nhiên là không có nghĩa là 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 bóp méo sự thật hay là À, nói cái gì không đúng thì, thì, thì trong phần trước mình nói rồi nghĩa vụ với tòa án là cao nhất thì đương nhiên mình phải nói sự mình phải nói những cái gì thật và mình chưa mình không thể nào bóp méo cái gì cả nhưng mà trong cái những cái nhiệm vụ mà mình phải trình bày thật sự như vậy thì mình phải nói làm sao cho tốt nhất có thể cho khách hàng của mình thì đây là đây là cái nghĩa vụ được khách hàng mình không thể bảo là vụ với khách hàng tệ quá mình chỉ có vậy thôi thì không phải mình phải cố gắng mình sao mình xây dựng cái vụ đó nó nó tốt nhất có thể và như vậy có nghĩa là mình phải tìm hiểu chứng cứ mình phải tìm hiểu luật pháp tìm hiểu các lập luận à, uh, trình bày cái open address như trong cái video trước mình có nói uh, nếu uh, bên bên accused bên 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 bị cáo mà có um, uh, luật sư thì phải trình bày những cái open address phải có closing address vân vân phải và và người, người luật sư phải có nhiệm vụ là cái spokesperson là cái mouthpiece tức là cái người phát ngôn uh, cho khách hàng của mình và đưa ra cái vụ việc in the best light possible với cái phía bên kia. and that pretty much sums up most of the responsibilities of legal practitioners though of course they do have some more minor responsibilities such as taking care of an accused person who is their client if they have certain special needs etc etc thế đó là tóm tắt lại đó là những cái trách nhiệm chính của của các luật sư ở trong một cái tố tụng hình sự. À, ngoài ra còn trách nhiệm phụ hơn, chẳng hạn như là phải hỗ trợ cho khách hàng nếu mà có cái nhu cầu gì đặc biệt hay là vân vân. Thế nhưng mà tóm lại, lẽ mình tổng kết lại nhận, trong cái video ngày hôm nay chúng ta bàn về vai trò của các luật sư ở trong một cái tố tụng hình sự, à, bao gồm có à, có legal practitioner thì gồm có solic solicitor, có barrister những người này có thể đại diện cho cả bên công tố hoặc là cả bên à, bên bị cáo à, có cái nhiệm vụ cao cao nhất. Đầu tiên là phải chuẩn bị pre, be prepare phải chuẩn bị đầy đủ nhưng mà ngoài ra phải có nhiệm vụ cao nhất với cả the duty to the court system, to justice, to the law, to the judge. À, thì mình phải, các luật sư phải 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 trình bày cái cái vụ việc cho nó đúng chứ không thể nào mà mà mà, mà bóp méo sự thật hoặc là mình, mình 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 không nói đầy đủ vụ việc của mình. cái à, nghĩa vụ thứ hai là nghĩa vụ với cả về khách hàng trình bày cái vụ việc với khách hàng in the best light possible tốt nhất có thể để hỗ trợ cho khách hàng khách hàng của mình à, ngoài ra làm những cái việc như là trình bày vụ việc của mình rồi là làm opening address để làm closing address tất cả những cái đấy để giúp cho khách hàng của mình có thể advance the case đẩy mạnh cái, cái case của họ tốt nhất có thể à, thì đó là những cái từ ngữ cũng như những cái cái khái niệm về trách nhiệm của các luật sư mick muốn nói gì trước mình kết thúc không Something else important to highlight, or a question that is often raised, particularly in criminal law for the legal practitioners on the accused side, is how do you defend someone when you think or when you think you know that they are guilty? It is, of course, as under their responsibility to comply with their duty to the court. It is the responsibility of a league practitioner to be completely unbiased and represent an accused person to the very best of their ability despite what they may think personally uh, that's a good point có, có nhiều người hay hay có hỏi câu hỏi là là nếu mà khi luật sư biết cái hàng của mình hoặc là nghĩ rằng a hàng của mình đã phạm tội rồi thì thì, thì bảo chữa như thế nào thì nhưng mà cái, cái câu trả thông thường là thực ra là cái cái việc luật sư nghĩ gì, Uh, nó cũng không quan trọng, có quan trọng là cái vụ việc của người ta thì giờ mình phải làm thế nào quay lại cái cái cái, cái trách nhiệm mình tốt nhất có thể đúng, được... đây là một bài hát của người ta hát, hát tệ nhưng phải hát hay nhất có thể, ca sĩ là nhiệm vụ từng thuê để hát cái bài đó, mặc dù đó là một bài hát tệ nhưng không có nghĩa là mình nghĩ là tệ thì mình chả hát rồi mà hát tệ cho nó xong không phải, nhưng mình phải hát cái bài đó hay nhất có thể, Đấy, phải biết đâu nếu mình hát hay nhất thì cái bài đó là có khi lại lại được người ta người ta chấp nhận thế cho nên là cái 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 ý nghĩ chủ quan của luật sư thì có lẽ không quan trọng mà quan trọng là mình cứ phải làm cái việc của mình một cách nó rất là trung lập rất là chuyên nghiệp mình được giao cho một khách hàng này và khách hàng này người ta tình tiết thế này người ta thì mình phải bảo chữa cho người ta như thế nào tốt nhất có thể còn quyết định cuối cùng vẫn là của tòa án là của buổi thẩm đoàn không biết thì chắc là cái bài này mình sẽ dừng lại ở đấy à, các bạn đã có câu hỏi gì không phụng hay châu câu hỏi gì không trước khi chúng ta kết thúc cái video này ở đây Miami Joe. please go ahead. Good evening. So my question today is that I still don't quite understand why in the UK um there are two types of lawyers. So a solicitor and a barrister, because I think that in order to represent someone orally, you'll have to like do a lot of paperwork, which is like a solicitor's a solicitor's job. So why can't it just be one type of lawyer or attorney? Okay, the 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 answer is very simple traditionally. You know, um it's a method of specialization. If you if if you specialize you do it better. Um thì cái 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 câu trả lời câu hỏi của Minh Châu là chuyện là nó chuyên môn hóa Minh Châu ạ, tức là um cái người barrister they they are người ta người ta giỏi hơn trong việc người ta ra tòa, người ta người ta tranh luận. They just better at speaking in court. Um và nếu người ta là người giỏi hơn trong cái việc trên đoạn đó mà chỉ dùng người ta vào việc chuẩn bị giấy tờ thì nó lãng phí mình cho hiểu ý chú nói không tức là tại vì cái việc để một cái vụ để một cái vụ việc ra tòa trong khoảng độ 3 tiếng đồng hồ thì có lẽ phải chuẩn bị cả năm trời You has to for a year or two years for a three-hour court case. Thế mà cái người barrister người ta giỏi người ta giỏi về tranh luận trước tòa mà người ta lại đi mất một năm trời người ta chuẩn bị giấy tờ tìm nói chuyện với cả client tìm chứng cứ thì nó just a waste of resources và not the, not the best use of the talent ngược lại có nhiều người solicitor người ta giỏi hơn trong việc tìm chứng cứ người ta không giỏi về speaking in court thì trong cái nghề này cũng vậy cũng như là 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 trong ngành y học ấy người, chú hay nói mình cho tức là Tức là có những người chuyên làm bác sĩ khám và những người chuyên bác sĩ mổ. Người ta khác nhau chứ Minh Châu. Không phải, tất nhiên người đều là bác sĩ cả. Và thế sao một người vừa khám vừa mổ luôn cho nó tiện? Có, có phải đỡ không? Tại sao là một người khám xong người kia lại đọc lại hồ sơ lại mổ? Thì, thì, thì lý do đơn thuần là là có những người mổ giỏi hơn khám, và những người khám giỏi hơn mổ và đấy là chuyên môn hóa thì xã hội sẽ vẻ tốt hơn như vậy thôi. tôi trả lời câu hỏi của Minh Châu chưa? Okay, so I have another question is that yeah. if specialization is like more efficient, then why can't Vietnam just apply the same system? À, uh, good, good, good question. Um, Mỹ cũng giống Việt Nam không à, uh, và bây giờ bây giờ nhiều that's a good question. À, uh, nhiều nước nhiều chỗ người ta gọi người ta gọi là fused profession tức là hai cái nghề nó nhập nhập là một. Um, bởi vì uh, như nhất là Mỹ nhà Mỹ thông thường một người, người ta làm attorney người ta làm một thứ thôi. Hà Việt Nam uh, người ta cũng một một lo phơi người ta làm một thứ thôi thế thì cái có lẽ là nó cũng một vấn đề là vấn đề về tradition nữa minh châu ạ à, vấn đề về tradition nữa um, bởi vì là để mà phát triển được một cái một cái nhóm barrister mà có khả năng trình bày rất giỏi thì phải cần mất rất mất rất mất lâu thời gian và nước anh người ta trải qua hàng trăm năm người ta mới phát triển được một hệ thống barrister như vậy người ta sàng lọc đầu tiên có thể có thể cái này chứ không nhớ nó nhưng có thể xa xưa người ta cũng không có cái khái niệm đấy nhưng mà dần dần có những người người ta giỏi hơn trong cái 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 đó là người ta đứng ra người ta lập trở thành barrister trong khi Việt Nam mình hiện nay chưa có cái việc phân biệt đó bởi vì người ta vẫn nghĩ rằng là về cái tradition người ta vẫn nghĩ rằng một đúng như Châu nghĩ một người làm là đủ rồi mọi người một người một người làm vừa đoàn hồ sơ tài liệu và đứng như vậy là đủ rồi nhưng biết đâu trong tương lai trong khoảng 20 năm sau 30 năm sau có một số nhóm người người ta sẽ bảo không tôi không muốn dành thời gian của tôi tôi nói ở toán giỏi tôi muốn chỉ đi nói hàng ngày nói ở toán thôi tôi không muốn là 6 tháng phải đi về vùng quê để tìm chứng cứ đấy không phải là cái việc của tôi tôi làm tôi không muốn làm như vậy hoặc làm như vậy nó không nó không nó không phải là cách sử dụng cái khả năng tốt nhất của tôi thì biết đâu trong thời gian trong tương lai có thể có những cái sự phân, phân hóa như vậy cái việc mà specialization đấy nó cũng cần mất rất nhiều thời gian Minh châu ạ à, à, để nó phát triển Uh, và cũng có những nền văn hóa nó khác nhau về văn hóa thôi khác nhau về 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 tradition cho nên những cái điều mà chú nói anh như vậy không có thể nói có thể không nói, không không apply ở mỹ hoặc là ở việt nam cảm ơn cho những câu hỏi rất là hay câu hỏi rất là hay ok, yes, okay. câu hỏi sẽ không mời phụng phụng có giờ đây này mời phụng Dạ như em thấy là đúng là ở Việt Nam không có chia ra thành hai kiểu không có chia ra phân biệt rõ ràng là giữa luật sư kiểu như là barrister hay là solicitor nhưng mà em thấy là cũng có chia ra là luật sư tư vấn với luật sư tranh tụng anh học thì như vậy nó có kiểu cũng gần gần giống như vậy đúng không anh. Đúng rồi, cũng từ, từ thì đến là những cái anh những, đúng như anh vừa nói với cả Châu đấy phục tức là dần dần sẽ có những người người ta chuyên môn về cái này người ta, người ta làm cái đó nhiều hơn thôi, đúng là tức là đấy đúng đúng như là nó có những người và nó là, là là một là phân hóa xã hội và hai là người ta cảm thấy quen người ta làm tư vấn nhiều người ta ngại ra tòa lắm người ta không ra tòa nhưng khi cũng phải 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 biết cái văn hóa tòa biết người nọ biết người kia đúng không phải rất nhiều thứ thì người ta chỉ ngại người ta không như anh ngày xưa anh không giờ do tòa ra tòa cả chẳng hạn chỉ là cái việc mình quen mình cứ làm tốt thì mình cứ làm tốt việc của mình còn ra tòa mình lại nhờ người khác đấy thì thì đúng là như phụ nói thì đúng là đúng là thực ra ở Việt Nam cũng có một cái sự phân hóa một cách nó không gọi là về form đúng lì đó nó không về 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 chính thức nhưng trên thực tế người ta vẫn vẫn sẽ làm như thế mặc dù là anh, nếu mà bắt phải ra tòa thì anh cũng ra tòa được hoặc là những người người ta luật tranh tụng bắt người ta phải tư vấn người ta vẫn tư vấn được. Thế nhưng mà người ta thích làm cái việc đúng cái kinh nghiệm chuyên môn người ta hơn. Thì đúng là như vậy, cảm ơn Phụng Không không phân chia về mặt yeah. về mặt formal về mặt chính thức nhưng thực tế nó vẫn xảy ra. Dạ, yeah. em cảm ơn anh, em cảm ơn biết Cảm ơn Phụ rất nhiều. Cảm ơn Phụng, cảm ơn Châu nhé. Có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tham gia và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau của Daddy Xin chào và tạm biệt. Cảm ơn. Bye bye. anh ơn chú ạ. À. Em chào anh ạ. Dạ.